đó là cầu sạn, lâm tỳ ni, cư xá kiến thiết, con đường Đặng Văn Ngữ, Quỳnh Quang Tiên. Cư xá kiến thiết ngày hôm nay đã thay đổi nhiều lắm. Đó, đây là bức tường, có thể là đây bức tường kỷ niệm của anh chị máy bên tay trái đây. À, đối với cái mảnh đất này đó thì Xin Đi Đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Xin Đi Đoàn. Sáng hôm nay vào lúc 10 giờ ngày 1 tây tháng 12 2021, đầu tháng 12, thì Xin Đi cũng kính chúc anh chị và các bạn tràn đầy niềm vui và an lành trong cuộc sống. Đối với địa điểm này thì có một vài địa danh, đó là cầu sạn, lâm tỳ ni, cư xá kiến thiết, con đường Đặng Văn Ngữ, Quỳnh Quang Tiên, nhà thờ Ba Chuông. Và Xin Đi đang đứng trên con đường Hoàng Sa, và trước mặt anh chị đó là một con đường cầu số 5. Ngày xưa đó là cầu sạn, và xa xa thì chúng ta thấy trường Phạm Ngọc Thạch, đó là lâm tỳ ni. Bên trái là con đường Quỳnh Quang Tiên, Đặng Văn Ngữ và cư xá kiến thiết. Với video clip này, Xin Đi muốn gửi tới anh chị những cái quang cảnh đường phố Sài Gòn, những cái khu vực, những địa danh mà anh chị có kỷ niệm, và đặc biệt gửi tới anh Tuấn Nam định về thăm Sài Gòn 20 năm xa cách để thăm lại căn nhà 156/27, nhưng mà vì đại dịch thì không về được, và Xin Đi cũng rất là vui thực hiện theo yêu cầu của anh Tuấn Nam. Nhân đây thì Xin Đi chúc một lần nữa anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc, và chúng ta bắt đầu đi nha anh chị ha. Bây giờ mình đi thẳng không được, đây là một cái cầu cấm ngược chiều, chỉ bên kia qua thôi. Xin Đi sẽ xuôi xuống dưới kia và quẹo lại, rồi chúng ta đi nha anh chị ha. Đi một cái đoạn dài, bây giờ con đường Hoàng Sa và Trường Sa buổi tối nhộn nhịp lắm, và dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè được khơi thông. Ngày xưa ở đây là giống như một cái xóm nhà sàn, và khu vực Xin Đi đang đi là cổng Bà Xếp, và ở đây có một cái đề bô nè anh chị, đề bô của ga Hòa Hưng. Đó, bức tường bên phải sơn phết lại màu mè đẹp không? Có một số nơi thì sơn phết nó tùm lum tùm la hết. Hơi xa tôi xuống tuốt dưới cái cầu sắt. Tóc lên chút xíu anh chị ha. Hôm nay thì anh chị thấy cái khu vực này như thế nào? Nhìn nó cũng sạch sẽ, nó không khác xưa rất là nhiều. Ngày xưa mà đi vào đây thì chúng ta chỉ đi men theo cái xóm nhà sàn thôi. Đây cái cầu sắt, và có con đường bắc qua cái đường ray đó anh chị, cầu sắt là đường ray đó. Bên phải là về ga Hòa Hưng, bên trái là chúng ta về ga Bình Triệu. Đèo đây. Buổi tối thì con đường này Hoàng Sa Trường Sa rất là nhộn nhịp, có những cái chuỗi quán ăn quán nhậu. Để buổi tối thì Xin Đi sẽ thực hiện gửi anh chị nhé. Quán ăn, quán nhậu, quán cà phê. Tất nhiên là ban ngày họ đóng cửa. Đóng cửa đây là để chuẩn bị thức ăn cho buổi chiều phục vụ. Đóng cửa đây là cái tình trạng sang quán, sang mặt bằng. Thời buổi kinh tế khó khăn, thấm thoát đã cuối năm rồi. Cuối năm rồi, nhưng mà năm nay thì kinh tế thì rất là khó khăn.
cũng khó khăn vì cái đại dịch này nó càng quét dữ lắm. Mấy hôm nay thì ca F0 ở các tỉnh phía Nam thì tăng cao lắm anh chị. Giáo xứ Tân Hòa và Sunny sẽ cố gắng chuẩn bị Giáng sinh rồi, Sunny sẽ cố gắng thực hiện những cái khu vực xóm đạo gửi tới anh chị và các bạn coi cái không khí Giáng sinh ở khu vực xóm đạo như thế nào. Nơi đây có một con đường mà anh chị cũng có rất là nhiều kỷ niệm, đó là Huỳnh Văn Bánh, ngày xưa là Nguyễn Huỳnh Đức. Đây Lâm Tỳ Ni, trường Phạm Ngọc Thạch, Lâm Tỳ Ni đây, một cái địa điểm mà cứ mỗi lần mà đi ngang qua khu vực này anh chị đều nhắc tới, tại nó là một cái địa danh mà Lâm Tỳ Ni. Và Sunny sẽ đi con đường Đặng Văn Ngữ, một tí thì sẽ đi vài con đường, sau khi đi vào 156/27 đi vài con đường trong cư xá Kiến Thiết xuất hiện cho thuê mặt bằng rồi đó. Ở Lâm Tỳ Ni ở bên phải là gì, đây là bây giờ trở thành trường học rồi, bên trái là cư xá Kiến Thiết. Ngày hôm nay cư xá Kiến Thiết thì nó thay đổi hoàn toàn, nó không giống như xưa, những căn nhà đồng dạng với lối kiến trúc giống nhau, với nhiều cái dãy nhà. Đối với cái cư xá Kiến Thiết này thì xây dựng trước năm 1975 rồi, qua 40 mấy năm thì nó hoàn toàn thay đổi. Đây là con đường Đặng Văn Ngữ, Huỳnh Văn Tiên đó, 156 còn xa lắm. Mình cứ đi rề rề như thế này để anh chị ngắm đường phố, những kỷ niệm, hy vọng những kỷ niệm ùa về. Khi mình nhớ thì kỷ niệm vui buồn, nhưng mà Sunny cứ mong rằng những kỷ niệm vui sẽ tới. Khi có kỷ niệm thì con người chúng ta sẽ lành hơn và lâu lâu nở một nụ cười trên môi. Lý do là tuổi thơ dữ dội của anh chị lưu luyến làm sao. 156 và Sunny tới 156 và quay lại nha anh chị, quay lại qua rồi. Đây là con đường Huỳnh Văn Bánh đây. Huỳnh Văn Bánh bây giờ cũng sung lắm. Rồi Sunny quẹo lại 156 và quay căn nhà số 27. Đây quẹo vào cái hẻm đây. Nói cái hẻm chứ thật sự nó là đường xe hơi luôn đó. Cư xá Kiến Thiết bắt đầu. Số 5 bên trái là lẻ. 11, 13, 17, 23, 25 và 27. 27 là một cái nhà có cái dàn bông giấy. Đây, cái nhà xanh có dàn bông giấy. Nhà anh Tuấn Nam, sớm giềng của anh, mời anh đi thêm một cái đoạn nữa trên 156 và mời anh chị đi nha. Xin lỗi anh, thì em chỉ quay như thế, quay những cái dãy phố, những con đường như thế này. Thì đối với cư xá Kiến Thiết này nó là giống như bằng cờ, anh chị thấy không? Những con đường rất là nhẹ nhàng, không khói bụi, không ồn ào. Có những cái nhà cũng cách ly rồi đó, cách ly tại nhà. Đi qua 281. Bây giờ cách ly dễ biết lắm chị. Ở trước thì có thể là giăng dây, ở trước có thể là dán một cái bảng đỏ rất là to.
Lát Sunny sẽ tới nhà thờ Ba Chuông luôn nha, coi cái không khí Giáng sinh như thế nào. Đây là 281. Cư xá Kiến Thiết ngày hôm nay đã thay đổi nhiều lắm. Nhà cửa. Ở đây thì xin đi nhớ có một cái công viên. Ở đây là 281 trên 35 trên 1. Rất xẹt rất là nhiều. Cứ đi thẳng nha anh chị. Xin đi nhớ có một cái công viên. Bây giờ thì cái cảnh mà buôn bán thì mọi người đó dựa vào những cái xe chạy khắp nơi, tập sớm. Hai tám một trên 39 41, từ 29 đến 41. Là nhà cách ly à, cũng rai rai, cũng có nhà cách ly đó chứ. Đây là cái dàn dây, là cái nhà cách ly nè. Bây giờ đỡ rồi anh chị, ngày xưa thì mỗi lần nhà cách ly thì có rào trước rồi có dân phòng. Ở đây là con đường Quỳnh Quang Tiên, Đặng Văn Ngữ, Lâm Thị Ni, mé bên trái nè. Xin đi sẽ men theo đó, Lâm Thị Ni đó. Xin đi sẽ đi vào cái hẻm này nha. Cái hẻm này thì nó có một cái công viên, thì có thể anh chị nhớ. Nói công viên thì không đúng, nó giống như là một cái khoảng sân trồng cây cối. Đây. Đây nè anh chị. Những anh chị mà ở cư xá Kiến Thiết sẽ nhớ. Rồi chúng ta quẹo lại. Thì gần đây thì có những con đường như Bùi Thị Xuân, Phạm Văn Hai, Hội Ngọc Hầu, anh Tạ đó anh chị. Trên con đường đó, cái xóm đạo đó thì xin đi sẽ thực hiện sau. Rồi chúng ta đi thẳng nha. Anh chị thấy cư xá nhẹ nhàng anh chị ha. Từ xưa đến giờ, tất nhiên bây giờ thì nó thay đổi nhiều. Theo thời gian nó thay đổi nhiều. Sunny sẽ quẹo lại con đường 156 lại nha, để gửi anh. Đó, cái dàn bông giấy đó, nhà anh đó, nhà màu xanh. Hy vọng rằng gia đình anh luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Rồi chúng ta sẽ đi con đường Đặng Văn Ngữ, Huỳnh Văn Bánh thì xin đi sẽ thực hiện sao, Nguyễn Huỳnh Đức thì xin đi sẽ thực hiện sao. Đi một cái đoạn rất là dài, đi ra tới con đường Võ Duy Nguy luôn mà. Rồi chúng ta sẽ cứ rề rề như thế này để chúng ta ngắm lại con đường Đặng Văn Ngữ.
Huỳnh Quang Tiên năm xưa, tới nhà thờ Ba Chuông, và xa xa anh chị thấy đèn xanh đèn đỏ, đó là con đường Trương Minh Ký. Không biết là nhà thờ Ba Chuông là trang trí tới đâu rồi, trang trí Giáng sinh tới đâu rồi, xin đi chắc cự sẽ ghé ngang. Chúng ta vẫn đã thấy cái không khí Giáng sinh tràn về rồi. Xin phép mời anh chị chúng ta sẽ vào cái khoảng sân nhà thờ nhé, coi cái trang trí như thế nào. Rồi anh chị và các bạn, nói làm rồi làm lịch, có không khí rồi đó, làm hang đá rồi kìa. Này để xe ở đây. Sunny cũng im lặng để anh chị lắng nghe tiếng chuông ngân vang của nhà thờ, của ngôi thánh đường nhà thờ Ba Chuông gửi tới anh chị và các bạn. Và đây là quang cảnh thì có thể là buổi tối đẹp hơn nhưng mà cũng chưa hoàn thành. Sunny cũng muốn ghi nhận những hình ảnh này để anh chị xem, đang trang trí hang đá khu vực nhà thờ Ba Chuông. Sau đó là chúng ta lại đi tiếp. Buổi tối thì đẹp hơn, Sunny sẽ hứa với anh chị sẽ quay buổi tối. Bây giờ thì cũng chưa trang trí xong, Sunny để thực hiện buổi tối thì Sunny cứ ngày nào cũng đi ngang hoặc là hai ngày đi một lần, để chúng ta sẽ xem mọi người có thực hiện xong chưa, trang trí xong chưa. Đối với ngôi nhà thờ Ba Chuông này thì trang trí cũng nhẹ nhàng lắm anh chị, nhẹ nhàng lắm. Đây. Đây là khu vực là hang đá. Đây là buôn bán những cái vật dụng để trang trí, phòng khách tu viện và các vật dụng để trang trí Giáng sinh, sách vở. Chừng nào xong vậy chú? Dạ. Hỏi chú thì chú nói chưa biết được, thôi để cứ chạy, chịu khó chạy qua chạy lại thường xuyên ngó nhìn. Bây giờ thì gửi anh chị
với cái việc chuẩn bị nha. Các chú đang làm, đây là cái hang đá, thì ở trong thì có những cái sắt hàn dính lại, rồi chạy dây đèn. Ở đây thì bằng cái vật dụng gì đây? À, tấm ni lông anh chị, tấm ni lông sơn lên, sơn xịt lên. À, sáng nay thì cũng theo sự nhắc nhở của bạn Đạt thì Sinh Y có đi nhà thờ Đồng Tiến, nhưng mà xin bảo vệ thì bảo vệ nói đang làm thì không có cho phép vào, nên hẹn nhà thờ Đồng Tiến sau. Quan trọng là mình xin phép, anh chị xin phép, chứ làm xong thì ai cũng muốn cho mọi người vào viếng thăm thượng lãm. Đây, những đèn chớp tắt nè, trên cái cây và hàng rào thì đính những cái cây có đèn, nhưng mà cái đèn này là đèn màu trắng rất là đẹp anh chị. Và nhà thờ cũng làm lại, xây sửa gì đó, nhà thờ lớn quá, đẹp quá. Rồi một tí gì đó cập nhật thôi, cập nhật không khí Giáng sinh ùa về, tràn về. Rồi chúng ta bắt đầu đi con đường Đặng Văn Ngữ tiếp nha anh chị ha. Đặng Văn Ngữ trọn vẹn để ra con đường Công Lý. Rồi chúng ta xa nhà thờ Ba Chuông để chúng ta đi trọn vẹn con đường Đặng Văn Ngữ, Quỳnh Văn Tiên để hướng về con đường Công Lý nha. Đi thẳng là về Lăng Gia Cả, khu vực Ông Tạ, Sinh Y sẽ đi tiếp tục con đường này. Nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang xua tan những cái u phiền, hay, rất là hay anh chị. Đây là nơi bán cơm, các anh nhận ship hàng nè, ngừng lại và đi giao cho khách. Con đường này cũng khác xưa nhiều anh chị. Trường, mái trường hàng Huyên. Trường Đặng Văn Ngữ thì trường học thì đợt dịch vừa rồi thì các em cũng học online ở nhà thôi.
bên phải là con đường Hoàng Diệu, chúng ta cứ đi thẳng. Trời, ở đây có một cái mảnh đất rộng, trường giáo dục chuyên nghiệp niềm tin. Đó, đây là bức tường, có thể là đây bức tường kỷ niệm của anh chị mé bên tay trái đây. Có một căn nhà cổ với ở mé bên trong. Trường Ngô Tất Tố. Mình ra con đường Nguyễn Minh Chiếu, Nguyễn Trọng Tuyển đó anh chị. Quẹo trái thì mới ra con đường Công Lý. À, xin đi quẹo trái, quẹo phải là đi ra đường Rầy. Rồi đi ra con đường Võ Duy Huy. Mình quẹo trái nha. Khu này bây giờ khang trang ghê chứ. Tại Sunny lâu quá cũng không có đi con đường này. Rồi chúng ta mé trái là con đường Tân Canh. Chúng ta quẹo đây, quẹo đây là ra con đường Công Lý, gần ngay chỗ cái cổng của tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đây là bộ tư lệnh quân khu 7. Đôi khi những cái từ ngữ trước năm 1975 thì Sunny không nói chính xác, thì có gì cô chú anh chị có gì thông cảm, bổ sung thêm. Tại có rất là nhiều lực lượng binh chủng mà Sunny không có nhớ hết, kể cả tại vì có thể là mình ít đọc. Kể cả bây giờ Sunny không biết là mình đeo quân hàm nào là cấp bậc gì, không biết. Nói chung là mình không quan tâm, không có đam mê. Đây, Sunny sẽ đi một tí gì đó con ngược chiều nha. Nhằm mục đích gọi anh chị. Đây con đường để chúng ta đi ra phi trường Tân Sơn Nhất, Sunny ghé đây. Đó. Đối với cái mảnh đất này đó thì khi mà nhìn trên Google Maps chụp cũng mới đây thôi, thì bên trong vẫn có những cái kiến trúc được bài trí giống như xưa, nó chỉ khác chút đỉnh thôi anh chị. Mé trái thì chúng ta về phi trường Tân Sơn Nhất, và trước mặt anh chị đó là con đường Hoàng Văn Thụ Võ Tánh. Bên phải là có hai cái ngõ tẻ, một con đường là
Công Lý về cái hướng cầu Công Lý, một con đường về ngã tư Phú Nhuận với con đường Chi Lăng. Và tới đây thì Cindy cũng rất là vui thực hiện trọn vẹn cái khu vực con đường Quỳnh Quang Tiên, Đặng Văn Ngữ với tiếng chuông nhà thờ Ba Chuông ngân vang, và hy vọng rằng đó là nhiều cái điều an lành, bình an sẽ tới với anh chị và các bạn. Và tới đây thì Cindy cũng xin kết thúc cái clip này ở đây. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại trong những cái clip lang thang tiếp theo. Để ủng hộ kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh, vì gần 100.000 subscribe rồi. Share và like. Bye bye, hẹn gặp lại.